Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử một chiếc đẩy và một chiếc van. Với chiếc đẩy trên video này thì bên em test chiếc đẩy của hãng Audio Center VA401. Dòng đẩy này thì công suất nó rất khỏe nhé. Các bác có thể đánh được hai đôi, một đôi loa 5 và một đôi loa bass 25. Thì đánh nó cũng rất chi là hay và công suất nó đánh rất lực, rất tiếng rất sáng nhé. Và phối ghép cho một bác khách ở Hải Phòng là một chiếc vang EIGA 5G. Dòng này thì echo, reverb và phần music của nó thì tuyệt đỉnh luôn. Em sẽ alo thử một hai câu để mời các bác cảm nhận được chất âm của từ chiếc vang này phát ra. Và bác cũng đặt bên em là một đôi mic Solix F3. Với mic này thì bên em đã cung cấp là 800.000 một chiếc. Là một chiếc vang EIGA này thì bên em là đang cung cấp cho các bác là 3.400.000. Chiếc đẩy Audio Center thì hàng đẹp xuất sắc, zin keng này thì có giá là 5.500.000 và ship cho các bác. Giờ đây em sẽ alo một hai câu mời các bác cảm nhận được chất âm của chiếc mic Solix F3 và chiếc vang này. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 6 7. Alo. Chất âm của chiếc mic này nó rất chi là chân thật, và chiếc vang echo reverb của chiếc vang 5G Audio này thì chắc chắn là không có đối thủ về dòng vang cơ. Nhưng mà dòng vang cơ này thì chắc chắn là vượt đứng đầu, nó đứng đầu trên thị trường hiện nay. Tại vì bên em cung cấp rất nhiều các loại vang nên bên em cảm nhận và được test thử so sánh bất kể các dòng vang nào rồi, cũng không thể có dòng vang nào là đối thủ của dòng vang 5G Audio hay những dòng vang 3.7. Với dòng vang 3.7 Pro thì bên em cung cấp thì nó chỉ thêm tính năng cổng quang thôi. Những bác nào mà có nhu cầu về kết nối cổng quang thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với Cao Trung nhé. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm để cho bác khách cảm nhận được bộ sản phẩm của bác, thì chỉ 1-2 hôm nữa bác sẽ nhận được. Bởi vì bây giờ trên con đường gửi bằng ô tô thì bên em không gửi được nữa, bởi vì đang cấm hết xe khách. Bên em sẽ chuyển bằng con đường Viettel cho các bác. Xin mời quý vị nghe chuyên gia chia sẻ một chút. Đúng là chất âm của sản phẩm đẩy hàng bãi thì nó mang ra chất âm rất ngọt ngào và được phối ghép vào một chiếc vang của EIGA có mã là 5G luôn, thì nó hòa quyện với nhau rất chi là tuyệt vời. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm âm thanh hàng bãi hay về những chiếc lọc, chiếc vang hay những bộ mic không dây hay có dây thì các bác có thể liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963101138 hoặc 0962355309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng tới các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và cũng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, và cảm ơn bác khách ở Hải Phòng và cũng đã ủng hộ kênh Cao Trung bộ sản phẩm về nghe nhạc hát karaoke. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.